Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game Vũ trụ phong thần 3D cỡ nhân thành của game. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tựa game Vũ trụ phong thần 3D cỡ nhân thành của game này. Hiện tại thì đối với cái tựa game này sẽ có hai hình thức nạp nha bạn. Hình thức nạp nhất là nạp trực tiếp trong tựa game này thông qua cái cổng thanh toán của Goldline và Thor. Thức nạp hai là nạp thông qua sao chính thức cỡ nhân thành của game. Thì cả hai hình thức nạp đều sẽ nhận được những cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Thì đối với hình thức nạp thứ nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này thông qua cái cổng thanh toán của Goldline và Thor thì nó sẽ có một số ưu điểm và khuyết điểm như sau. Thứ nhất là về mặt ưu điểm thì đối với hình thức nạp này các bạn sẽ nạp cực kỳ dễ dàng, và thứ hai là các bạn có thể nạp bằng tài khoản chính của sim điện thoại các bạn vẫn được nha bạn. Còn về khuyết điểm thì nó sẽ bị tính thuế rất là cao và không nhận thêm phần trăm đãi từ nhà phát hành. Còn đối với hình thức nạp thứ hai là nạp qua website chính thức của nhà phát hành game thì nó sẽ có một số ưu điểm và khuyết điểm như sau. Thứ nhất là về phần ưu điểm thì cái này sẽ bị không bị tính thuế bởi Goldline và Thor, và nó sẽ bị được phần trăm đãi từ nhà phát hành. Còn về khuyết điểm thì cái cách nạp này các bạn không thể nạp bằng tài khoản chính của sim điện thoại được nếu như cái tựa game này không hỗ trợ nha các bạn. Và đối với một số bạn mới chơi hay một số bạn tân thủ lần đầu nạp trên web thì đối với thức này sẽ nạp cực kỳ khó khăn nha bạn, nhưng mà nếu như bạn nạp quen rồi thì sẽ cực kỳ dễ dàng. Còn về phần quà nạp đầu thì cả hai thức nạp đều sẽ nhận được phần quà nạp đầu như nhau. Thì đây là phần quà nạp đầu nha bạn, thì sẽ nhận được là tân hồn lã động tân 60 mảnh tương đương một tướng các bạn, kèm theo đó là những cái item hay item nha bạn. Ngày 1 thì bạn sẽ nhận được như đây, ngày 2 thì bạn nhận được này, ngày 3, ngày 4, ngày 4 thì bạn nhận được ngày các bạn, ngày 5, ngày 6 và ngày 7 thì bạn cũng sẽ nhận được những quà này. Thì đây là đối với thức nạp là tích nạp 25.000 đồng. Còn bạn mà có điều kiện hơn thì các bạn có thể nạp 330.000 đồng thì các bạn sẽ nhận được tân hồn ngu đầu nha các bạn, 60 mảnh tương đương với một tướng ngu đầu các bạn, kèm theo đó là những cái vật phẩm cũng sẽ VIP hơn nha các bạn. Đây là những cái vật phẩm mà bạn nhận được trong 7 ngày. Thì tùy theo điều kiện tới bạn mà bạn muốn nạp các bạn. Nếu như bạn muốn nạp trải nghiệm thì bạn nạp 25.000 để lấy nạp đầu các bạn. Còn bạn muốn chơi lâu dài và đua top thì bạn có thể nạp 330.000 đồng thì bạn sẽ nhận gói này. Cái này là tích nạp nha bạn, tức là bạn nạp 330.000 đồng thì bạn nhận được thêm cái gói 25.000 đồng nữa này nha bạn. Ok, thì giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách nạp. Thứ nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn bạn nạp trên web. Thì để nạp trong tựa game này thì các bạn có thể nhấn vào cái phần nạp quàng đây nha bạn. Nó sẽ ra các gói nạp, các bạn tiến hành nhấn vào gói nạp mà muốn nạp. Sau đó thì nó sẽ hiện lên cái phương thanh toán thì của Goldline và Thor. Thì tổng cộng là có 6 phương thức thanh toán nha bạn. Phương thức thanh toán nhất là thanh toán trực tiếp ở bằng tài khoản chính của sim điện thoại bạn. Nếu như bạn sử dụng các nhà mạng như Viettel, Mobi, Vina, Vietnam Mobile mà bạn liên kết với Goldline và Thor các bạn, thì bạn tiến hành nạp bằng tài khoản chính của sim điện thoại bạn. Thì bạn có thể nách lực bằng cách mua thẻ cào các bạn nạp vào tài khoản chính của bạn và tiến hành nạp các bạn. Hình như mình sử dụng này bị lỗi thôi nên là mình nói cho bạn sim điện thoại bạn nạp thôi nha bạn, tại vì mình này bị lỗi, nó cứ để lỗi không hiện lên phương toán. Thì giờ mình sẽ giới thiệu bạn phương thức thanh toán hai là thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Thì bạn tiến hành liên kết thẻ Visa, Mastercard, JCB với Goldline và Thor và tiến hành thanh toán. Thứ ba là nạp bằng ví điện tử Momo, thì bạn cũng tiến hành liên kết ví điện tử Momo với Goldline và Thor và tiến hành thanh toán. Kế tiếp là nạp bằng ví điện tử Zalabay, thì bạn cũng tiến hành liên kết ví điện tử Zalabay và tiến hành thanh toán nha bạn. Thứ năm là sử dụng số dư trên Goldline và Thor nếu như bạn có, hoặc cuối cùng là đổi mã. Nhưng mà phía bạn không nên nạp thức này, mà phía bạn là nên là thức nạp thứ hai là nạp qua website chính thức của nhà phát hành game. Thì để nạp thì các bạn có thể vào cái website là bayv2.game.vn. Thì đây là cái link nạp mình sẽ để dưới mô tả, các bạn có thể vào đó nha bạn. Sau đó thì nó sẽ hiện ra một cái trang web nạp như thế này. Thì các bạn tiến hành chọn game vũ trụ phong thần. Bạn nào đăng nhập rồi thì nó sẽ bỏ vào cái này, còn mà chưa đăng nhập thì bạn tiến hành đăng nhập giống như mình nha các bạn. Sau đó thì nó sẽ ra bạn chọn gói nạp gạo này, tùy theo cái gói nạp bạn chọn, ví dụ chọn gói 200.000 thì nó sẽ có phương thức thanh toán như sau. Thứ nhất là chính bay, thứ hai là Momo, ba là thẻ game, tư là ATM, Visa, Mastercard, cuối cùng là thanh toán trực tiếp nha các bạn. Thì cái này chỉ áp dụng cho hóa đơn từ 300.000
dụ mình chọn gói 500 ngàn đi bạn. Thì đây sẽ có rất nhiều nha bạn. Chọn gói 10 ngàn thì tùy theo cái gói bạn chọn mà nó sẽ có cái hình thức nạp khác nhau nha bạn. Đây là 3 triệu nha bạn. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn bạn nạp hình thức thanh toán thứ nhất là thanh toán trực tiếp, và mình cũng khuyên bạn là nên nạp thức này nha bạn, tại vì nạp thức này nó được khuyến mãi thêm 12% nữa, tương đương với 336 gạo, 300.000 đồng được 336 gạo khuyến mãi 12% nha bạn. Các bạn tiến hành nhập số điện thoại, sau đó thì các bạn kiểm tra lại và nhấn thanh toán nha bạn. Các bạn tiến hành chuyển khoản trực tiếp đến cái tài khoản ACB hoặc là Techcombank này nha các bạn. Và bạn lưu ý là phải ghi nội dung chuyển khoản cho đúng với cái này, thì thiếu nội dung chuyển khoản thì cái hệ thống sẽ không nhận ra khoản tiền đến từ bạn. Nếu như bạn thiếu thì bạn liên hệ cái tổng đài ở đây để hỗ trợ nha các bạn, hoặc là email ở đây cũng được. Sau khi bạn nạp rồi thì bạn cứ nhấn vào thì nó sẽ được cộng gạo với bạn. Bây giờ mình hướng dẫn bạn thức nạp hai là nạp bằng ví điện tử chính bay Nightbay nha bạn. Thế bạn có thể sử dụng ví điện tử chính bay là nó sẽ trực tiếp chuyển đến ví điện tử chính bay rồi tiến hành toán, hay là chuyển khoản ngân hàng nha bạn. Các bạn nhấn vào chuyển khoản ngân hàng, các bạn có thể chuyển khoản đến BIDV nha bạn, Techcombank, VBank, thì y như cách thức thanh toán trực tiếp hồi nãy thôi các bạn. Kế tiếp là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nạp bằng hình thức nạp kế tiếp là nạp bằng ví điện tử Momo nha bạn. Thì các bạn sử dụng ví điện tử app Momo để tiến hành toán, hoặc là bạn có thể quét mã QR cũng được nha bạn. Kế tiếp là mình sẽ hướng dẫn cho bạn nạp bằng cái thẻ game. Thì thẻ game thì nó hỗ trợ hai loại thẻ là thẻ Vicon tức là của nhà hành VTC và thẻ Get của FPT Online nha bạn. Thì các bạn cũng nhập sơ ghi nhập mã thẻ và tiến hành thanh toán nha các bạn. Các bạn lưu ý là vui lòng nhập đúng mã thẻ nha các bạn. Nếu như nạp sai á bạn là nó sẽ bị nạp thời gian xử lý lỗi rất là lâu nha bạn. Kế tiếp là mình sẽ hướng dẫn bạn nạp bằng thẻ ATM. Thì bạn tiến hành chọn ngân hàng, nhập cho mình số thẻ, tháng năm phát hành, tên vô thẻ, nhớ là thanh toán. Sau đó thì nó sẽ chuyển đến trang nhập mã OTP và các bạn tiến hành nhập mã OTP mà nó gửi về số điện thoại của các bạn và tiến hành thanh toán như nha các bạn. Bạn lưu ý là không đóng trang OTP đó mà bạn phải để cho nó tự động chuyển đến nha bạn, nếu bạn đóng là bị lỗi. Kế tiếp là mình sẽ dẫn bạn nạp bằng thẻ Visa và Mastercard nha bạn. Thì các bạn cũng nhập số thẻ hàng năm phát hành 3 chữ số CSC là 3 chữ số mặt sau thẻ bạn. Đó thì bạn nhấn vào thanh toán. Thì ngay lập tức thì nó cũng sẽ tiến hành chọn chuyển đến trang nhập mã OTP và bạn tiến hành nhập mã OTP thôi nha bạn. Và bạn lưu ý là không đóng trang đó và phải để cho nó tự động chuyển đến thì mới có thể được nha bạn. Kế tiếp thì như vậy là mình hướng dẫn xong bạn thức nạp gạo các bạn. Sau khi có gạo rồi thì bạn nhấn vào game phụ trụ phong thần chọn gói nạp và nó bạn tiến hành nạp kim nguyên bảo nha các bạn. Sau khi các bạn nạp thành công thì bạn tiến hành quay trở về game và bạn nhấn vào phần nạp đầu để nhận nha các bạn. Và kim bảo nó cộng hẳn vào đâu, những quà khác nó được cộng hẳn vào hư nè các bạn. Những quà khác nữa thì nó cộng hẳn vào túi đồ. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tựa game này. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nạp công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này nếu bạn hay và chia sẻ cho bạn cũng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.